Đấy, năm nay thì mình thấy thời tiết rất là nhẹ, nó không quá lạnh, cho nên là kể cả những dòng măng tô thì thường thường là chị em mình có thể phù hợp được những cái dòng chất liệu nó vừa vừa nhẹ nhẹ, nó không quá dày. Nhưng mặc những cái dòng áo vest dáng dài ấy, là măng tô, nó gọi là măng tô ấy, dáng dài như này thì mình thấy là những chất liệu nó vừa, nó nhẹ ấy, nó không quá dày ấy, thì mình lên cái dáng áo nó mềm, dáng áo mềm mà cảm giác nó không quá ngột ấy, không quá nóng. Cho nên là kể cả là dạ năm nay thì mình đi chọn những chất liệu dạ twist, nó có cái độ mềm tay, không quá dày, để mình làm lên những các dáng áo bomber ấy, thì mình đã chia sẻ rất là nhiều. Ví dụ như là dòng măng tô vest như này thì mình toàn sử dụng chất liệu mềm nhẹ thôi. Nếu như ai có nhu cầu, ví dụ mọi người đi du lịch ở châu Âu hay là đi những nơi mà xứ nó rất là lạnh, thì mọi người yêu cầu hẳn là lên áo măng tô mà chất liệu dày thì lúc đấy mình mới làm. Hoặc là vest cũng vậy, hoặc là áo bomber cũng vậy, nhưng năm nay mình toàn sử dụng những dòng áo bomber như này đi. Chất liệu dạ twist đều là mềm cả, mềm và có độ mỏng vừa phải, chứ không sử dụng chất quá dày. Để với cái thời tiết cứ từ 20 đến 25, 26 độ, mọi người mặc áo bomber này thoải mái luôn. Cái họa tiết đen trắng này mình mới đăng lên thôi, nhưng mà vô cùng là nhiều người thích, cũng rất là thích luôn ấy. Bởi vì đen và trắng thì rất là dễ mặc, rất là dễ phối đồ.